Xuống đấy. Hấp xuống chút nữa. Hấp xuống. Rồi đó, đó, xuống. Này nhiêu ngày rồi? Sang lại chút nữa. Này là tháng à? Tháng hả? Tháng. Ồ, đẹp á. 40 ngày rồi, 10 ngày nữa mới xem. Ừ. Đẹp quá. Xuống mùa nào nó lớn quá hả? Đồn dài. Nó dài đồn ghê. Đồn sung đẹp. Dạ đúng 1 tháng rồi. Sống đẹp. Nhưng mà nó không to bằng con tôm thẻ hả? Thì nó chậm hơn kia mà. Nó có chơi chậm hơn đó. Tinh đồ đây thì phải chậm hơn. Không nhưng mà đẹp thiệt chứ. Tôm mướt rượt rồi. Đây là nước chuẩn bị sang ao tôm sú qua các bạn nha. Đấy, trồng veo nhìn thấy đáy luôn. Nước như nước biển. Nước này là nước đã qua hệ thống xử lý siêu âm các bạn nha, rồi mới cho qua đây. Nước này mà nuôi không thắng mới lạ luôn. Quá tuyệt vời. Sú đang thả là sú mona nha.